Ly đỡ quên, gặp Ly là Ly rất là hay quên nữa. À, hôm nay là Ly lên muộn, tại vì là Ly bị delay máy bay á. Rồi, để Ly chọn một bài tiếng Việt để hát nha, mọi người có thích bài Xeo. Tiếng Việt không? Alo. Chào Gấu Úc. Chào Sushi, chào cả nhà nha, chào Shin. Nãy giờ Ly ngựa hơi lâu. Wow, cảm ơn Ngôn Tinh nha. Nãy giờ ngựa tóc hơi lâu, tóc hơi xấu à. Chào Kuni. Chào Cao Kế, chào mọi người nha. Hôm nay hát cho ngọng cổ hả? Hôm nay có hai tiếng để chơi với mọi người. Chào cả nhà. Trời ơi, mới vô kêu impossible vậy. Mệt nè. Bài gì dễ dễ đi, bài gì mới vô dễ dễ đi, buổi trưa nhẹ nhàng đi. Chắc mới trưa ha. Bài này hợp hoàn cảnh nha. Cả làng mình online đủ chưa? Hôm qua bị delay, cũng tiếc lắm. Để đi xem bao nhiêu người online. Làng clip mình đâu hết trơn rồi, không thấy máy ta. Có ai ngủ trưa không? Ngủ trưa thì để Ly hát bài sôi động cho dậy dậy nha. Buồn ngủ hả? Chết rồi. Nếu mà buồn ngủ mà hát bài này thì là buồn ngủ. Vậy là sẽ buồn ngủ. Dựng đâu vậy? Cái dựng gì? Nghĩ mệt mỏi. Thôi, để hát bài nhạc sôi động đi. Chưa hát nhạc cho hay. Có bài này sôi động nè, sôi động giả lan luôn á. Hôm nay có ngày hôm nay đi hơi trễ giờ không? Cảm ơn Minh Nguyễn cho chị Kim nha. Chị Kim này mà ăn vô thì chắc là hát không hay đâu. Thôi kệ, ăn hết. Một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng.
Because I'm happy and alone.
Cuối đông như người ngóng anh sẽ vì khi
thuộc cho nên là em không biết tên thằng bạn nữa. Chắc yêu đúng không? Còn giữ. Nếu mà ai có quay clip thì nhớ quay lại bài này nha. Tại vì là Ly muốn nha, hát lại. Lần trước có trên YouTube Ly thi Chàng Em Friend thì hát hơi dở một chút. Hy vọng là bây giờ sẽ hay hơn một xíu, mà nhớ quay lại nha. Thôi đi tiếp. Tại Ly tìm bài đó đi hát nha. Dở lại thôi. Chứ ngày mai tại show Tân Tân Chính nha, Ly sẽ hát được nhiều bài hát tiếng Việt nữa. Mọi người nhớ theo dõi Facebook Ly nha, theo dõi cả CC Talk của Ly nữa để biết giờ diễn và biết khi đăng cười lúc nào nha. Thôi đừng quay nha, để bữa khác đi. Tại vì Ly chưa có học cái beat này. Cái beat này ở đằng sau nó có một đoạn linh tông. Ly không có nhớ. Chút lỡ thu đông rơi, thả mình vào trong khung trời. Góc phố đang còn lẻ loi. Dỗ quá, đừng nha. Đôi tay ai còn lạc lõng giữa dòng đời, lời cũ vẫn còn đây. Đứng quay nha. Đợi chờ ai trong hao gầy, ánh mắt sao chờ hoài không thấy. Chỉ còn lại một người ôm bao giấc mơ đây. Tình còn bao đắng say, sao bước qua quan cây tìm về vòng tay anh ghi chặt mãi bên em tình còn trong giấc mơ. Một lần khẽ tan vỡ giữa những tiếng yêu ở thờ, chẳng lẽ yêu xa là khổ, chẳng lẽ yêu xa là mất. Nhưng dù phong ba em tin mọi chuyện sẽ qua, đợi chờ ai trong hao gầy, ánh mắt sao chờ hoài không thấy. Chỉ còn lại một người ôm bao giấc mơ đây, tình còn bao đắng say, mong mừng còn ghi phép sau những ước mơ đông đầy. Tìm về vòng tay anh đi chặt mãi.
Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Sushi, cảm ơn Trung Con, cảm ơn Ngô Tinh rất nhiều nè. Bạn này có được hơn cái bài trên YouTube không? Nếu mà được thì nhớ ủng hộ Ly nha, tại vì hôm đó là xui thôi. Sau bài này một bài tiếng Anh nữa sẽ là bài Chót Yêu nha. Mọi người thích nghe bài tiếng Anh gì nè? Rolling in the Deep không? Hay là Rolling in the Deep nha? Ok đi. Đúng rồi, Ly cũng thấy bài đó dở lắm, cho nên mọi người đừng có vô khen nha, vô khen thì mắc cỡ lắm á. Bài tiếng Anh nha. Ly chọn bài Rolling in the Deep rồi. Giờ thì Ly mở lên thôi. Bài Burn của Erika Iding hả? À, Ly có hát được một chút của bài Lie đã không? Bài Lie xong biết hát được bài kia. Rolling in the Deep nha. Ly không biết hát nữa, ngã tư đường. There's a fire starting in my heart, reaching a fever beat and swinging me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and tell me all and I'll lay your ship there. See how I live with every piece of you. Don't a fever beat is swinging me how to die. The scars of the old love remind me of oh, as they keep me thinking that we almost had it all. The scars of the old love, they leave me breathless. I can't have feeling we could have had it all. Falling in the deep, you have
Rồi bây giờ Ly tặng bài chất yêu cho bạn này hồi nãy nè. Cảm ơn Kinh đã khen nha. Nếu như mà thích thì nhớ theo dõi Facebook cũng như là CC Talk của Ly để biết Ly đang diễn ở room nào. Bây giờ là chất yêu nha. Love the way you lie. Bài Love the way you lie có một bản rap. Đạp chúng gì vậy nó kêu. Có ai chấp yêu Ly không? Yêu Ly thì nhớ lúc này xin sót nè. Bấm vô nha. Chán su cho chung chiếc. Có chút bối rối chạm tay. Cho đỡ ghiền tại vì Ly thấy cái đoạn melody của bài này Ly cũng rất là thích. Tách 2 hả? Nhưng mà giờ Ly không có tập thì sao Ly biết đây? Bài tiếng Anh gì khác đi, Ly chỉ hát một chút xíu thôi à. Mọi người chọn bài tiếng Anh khác đi. Thôi bài vừa em đi nhiều quá rồi chán rồi ha. Gonna stand there and watch me burn. That's alright because I like the way it burns. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright because I like the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it means. Không biết chỗ này kiểu á. Hát bài rô nha, để bữa sau đi tập lại bài này đi, tôi hát mà.
Ok, bài bài Raw nha. Raw của Katy Perry ha. Tắt hàng bài thấp, hát hàng bài thấp hả? Bài cao mình để dành giữa giữa mình hát nha. Stronger. Ok, sau bài này là Stronger luôn. Cho Fast cũng biết. Heal the World cũng được. Nhưng mà không biết là tông của Michael Jackson thì hát làm sao. I used to bit my tongue and hold the reins. Try to rub the blood and make a mess. So I so quietly, oh grateful I could be. I guess I'm not forgot I had a joy. And as you push me past the breaking point, I still find out I've been so locked up for everything. You held me down, but I got up. I'm ready, but should offer dust. You hear my voice. My Everything hả? Ok, sau bài này là My Everything nha. Mình lỡ bấm bài Stronger rồi. Stronger của Kelly Clarkson. Ok, anh cho mọi người bài này nha. Ủa, anh Hope đâu? Bài này cho mình ốc vậy? Đi làm tiếng kiếm bài acoustic thôi mà nó chạy thôi lỡ. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You got the best in me, think you had the last time. You think that everything good is gone. Think you left me broken down, that I can run and die. What doesn't kill you makes you stronger than a little taller. Doesn't mean I'm not alone. What doesn't kill you makes you finer. Who sets even lighter? Doesn't mean I'm not got you gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Doesn't mean I'm not enough. What doesn't kill you makes you stronger. Tại vì làng Ly toàn trai không à. Phải nói là xinh như con tinh tinh thì được nha. Nói xấu như con cái xấu là không được, là bị cấm chat hết. Thử ai nói xinh như con tinh tinh coi bị cấm chat không. Rồi, bài mà em xin nha. Bạn có biết sinh viên mình tin trăm dân số thế giới đang có vấn đề về răng miệng. Ủa sao mình là quảng cáo vậy? Ngày 20 tháng 3 được chọn là ngày sức khỏe răng miệng thế giới nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhở gia đình bạn tính răng hai lần mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi tối. Cùng tham gia chạy bộ hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới vào ngày 21 tháng 3 tại Hồ Bắc Nguyệt, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký qua hotline 0916504987.
chung tay hành động cùng PS. Cái gì đây chị ơi? Quảng cáo nhép mà, có gì đâu. Su là có nhiều su hay sao? All about that person. Ờ, 92 giờ làm là đúng rồi, già quá trời già. Aidu, đi biết bà Aidu của Biren là còn xưa nghiền Biren đó. I do. Bài vết mưa hả? Bài vết mưa là bài khó hát lắm nha. Ly hát bài này bể hoài à. Mà thôi, lỡ rồi chơi luôn. Gọi đò nữa chú má ơi. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò để con đò. Bài đó hả? Lên hát bài đó giờ này buổi trưa là mọi người ngủ hết à. Gọi đò được đúng không? Bài này xong các bạn gọi đò nha. Ở đây có bao nhiêu fan của USUK? Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn anh ngu ngơ mong cho cơn mưa là trong yêu đôi không vội vã. Dẫu hết những phút thẫn thờ này, hương em đi giữa đêm lạnh, cùng
cho một ngày bỏ lại tình mình theo làn mây. Nhìn về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này, mình đã gặp nhau lại bờ vai nhưng tim vẫn cười. Giờ gần chiều mưa Sugar nha. Cảm ơn Bông Nguyễn. Bây giờ trở lại với US UK và cụ thể là Maroon 5 của các bạn. Bạn Sugar, hả? Tìm nơi đâu? Hỏi gì vậy? Thôi, gọi đò của tao đâu? Ghê vậy? Hổ báo vậy? Yêu cầu bài hát mà làm gì ghê vậy? Gọi đầu của tao. Cảm ơn Tuyết nha, cảm ơn mèo con. Đây là bài Sugar của Maroon 5 ha. I'm hurting baby, I'm broken down. I need your loving, loving and needing now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. Care where you are, just wanna be there where you are. And then I get a one little date. It's okay, yes, me. Once you call me, put it down on me. I'm right here, beside me. Little love, little stand on me. Show me what I'm loving, make it all right. Care where you are.
Hát bài gọi đò thiệt hả? Bài Problem. Bài này chưa đi chưa hát được. One More Night thì đi hát không có hợp lắm đâu. Thử tìm chứ, thử hát bài đò gọi đò thử coi nha. Mọi người đừng có đi ngủ nha. Trời ơi, chị túp lều nè. Rồi gì? Hay hay. Thử thôi nha, không biết Tâm Ngôn Trai có hát được không nè. Mà thôi kệ. Trời ơi, trời ơi. Hát chơi thôi nha, đừng hát đá nha. Mình hát cặp thì được. I'm on about that bass, about that bass, no trouble. I'm on about that bass. Bài này biết hát con câu đó. Bấm bài đông mà nó ra đông nhiên mà. Rap bài tiếng Anh hả? Không biết rap tiếng Anh.
trái tim em thôi lạnh giá. Hey yeah. Bài này có chút xíu à, như là người ta tách ra từ cái bản của Cát Tường hay sao á. Hát dân ca đương đại hả? Dân ca đương đại. Tập thoại không hát được. Dân ca đương đại thì Lý biết bài gì ta? À, nhạc cách mạng. Hôm nay mọi người hành lý quá nha. Đủ thể loại luôn ha. Nhạc cách mạng đúng không? Thử nha. Bài gì ta? Cô gái mở đường. Hay là tiếng đàn ta lư? Bài này bài. Cô gái mở đường ha. Nhạc vàng cũng hát được mà. Impossible thôi, bài Impossible Molly mới hát rồi. Vậy tiên hát mấy bài lạ lạ đi. Thế bài này ít lắm. Ít khi đi hát ở chỗ Room 88 và 99 lắm, nên chị hát tại room này thôi. Cho nên là không có nhiều cơ hội được đánh đá đi đâu. Quốc ca. Ly không có biết hát bài Ta Thích Mi. Ly chỉ thích bạn hả? Bài tủ của Đan Linh hả? Nha, chuẩn bị nghe nhạc ở cách mạng nha. Đi giữa trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ơi vang vọng cây rừng. Phải chăng em cố gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mơ đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà xin miền quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tươi trăng tròn, bàn tay em phá đã mở đường, dần khó phải lùi nhường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương rung lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Những nơi bắc hồ trong tim người sống như sao mây lấp lánh dõi soi cho em đắp chặng đường trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương. Ôi con đường nơi anh hùng đêm đã về khuya sương rơi ướt mau tiếng hát em vang vọng cây rừng mặc bóng rơi báo ra mịt mùng em vẫn mở đường để xe đi tới yêu biết bao vô gói vui ngày đêm mơ đường rừng trắng hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng em đi săn rừng em đi bạt núi em như con suối nước chảy không ngừng em đang bước tiếp chặng đường theo những anh hùng tổ quốc mang nhiệm hàng đã hết. Bây giờ trở lại với tự nguyện hả? Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Bài đó hả? Các bạn giờ chuyển đi sang thể loại nào rồi? Nào là dân ca nữa, còn dân ca nữa chứ. Năm anh em dùng chiếc xe tăng. Con cò té té. Trời trời cái gì đó trời. Chào em cô gái lâm hồng, chứ tiếng bóng sao nặng. Ồ, cái biết thì ghê quá, thôi bỏ cái này đi nha. Yêu xa hả? Cải lương. Cải lương bữa Ly cũng hát rồi. Về đâu mái tóc người thương nè. Quê em mùa nước lũ nè. Hát quê em mùa nước lũ nha. Mỗi bài, mỗi thể loại hát bài thôi.
Cái này là phải mặc áo bà ba hát nghe mới hay nè. Nhà tu đường hả? Không biết hát. Trời ơi, có bạn yêu cầu bài I just had sex. Nhưng mà này nó lâu lắm nè. Bài này là quê em mùa nước lũ nha. Đây là thể loại dân ca rồi đó, là thể loại nhạc cách mạng rồi, giờ đến thể loại nhạc dân ca. Còn một tiếng nữa là mình có thể hát nhiều bài lắm. Nhạc tiếng Anh hả? Quê em mùa nước lũ tiếng Anh nha. Ông cùng con sông nước dâng tràn đêm bay. Thấp quá. Chuối. Mắc quá vậy. Thầy đỡ một xíu. Cô qua đêm lâu quá. Thầy thật này nó dạo lâu quá. Vì đang mái tóc bị thương hả? Vì đang mái tóc bị thương thì lại cao quá. Bài đó đi cũng hát nhiều rồi. Này để hát thử bài khác nha. Sông nước dâng tràn dâng bay. Thôi thấp quá, khỏi. Không có biết được rồi. Nghe ghê đúng không? Không có cho qua nha. Thôi giờ hát áo mới Cà Mau hả? Thôi giờ đi hát bài đêm ngành hàng với điệu Hoài Lan được không? Gì đâu mái tóc bị thương. Đêm ngành hàng nghe điệu Hoài Lan được không? Còn muốn nghe nhạc cách mạng nữa ha. Nhưng cô gái, nhưng mà cô gái. Thank you.
chỉ già hơn một thời già thôi chứ là cái tên nó lên tất cả. Bạn thấy mình đặt là già làng không? Thấy cái tên nó lên tất cả không? Trong ta bao nhiêu ước nguyện,
những bài kia rồi mà hát lại bài này thì hơi khó. Anh nghĩ về mình, anh đừng bình yên đôi ta có nhau. Bàn tay anh khẽ đan lên mái tóc em, mắt người chợt chưa có yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như trôi qua nhanh như tia nắng say đèn đồng, không cách giết đôi ta trong phút giây. Lần thứ tim anh từ lúc này phải nói chia xa. Thì không có biết đâu lần tập thì bất ngờ quá à. Còn trong ta xin chị hát rồi ghi nè. Cảm ơn Tài Nguyễn nha. Giao Sitting hả? À, Ly cũng thích Giao Sitting lắm, Ly cũng hay hát nhạc của Giao Sitting nhưng mà nhạc của Giao Sitting thì không có beat. Betrayal. Ồ, bài Giao Sitting có Betrayal đúng không? Để Ly, nhưng mà Ly không có tìm được cái beat của cái bài đó. Hai tiếng ca con lên lớp thì chưa, cậu ấy cũng biết hát bài này luôn. And I know that it is love. Cái bài này không có hát không được. Bài này cái tông này hát không được mọi người ơi, bỏ nha. Để Ly thử tìm bài, viết bài. Đây, đi hát bài DJ tiếng Anh nha. Ok, sau bài này là bài How Did I Fall In Love With You. Với điều kiện là đây phải tìm được beat của nó nha. Bạn đang nghe demo beat phát từ KOX Demo hà và demo demo beat bản chuẩn và chất lượng cao. Xin ghé vào www.karabit.com để biết thêm chi tiết. Xin chúc bạn một ngày vui vẻ. Gì đây? Không được rồi, lên tìm beat khác. Đây là bản karaoke demo mang tính chất tham khảo.
Thôi đi hát cao một chút xíu xong đi xuống thấp nha. Cao quá, tại vì biết con trai á. Ủa hát rồi hả? Đây là bài karaoke. Ủa sao anh tính chất quá nhỉ? Yêu nè. Yêu nè. My love is gone. Mà xuống được cái đích của người ta cố định rồi mà. Sao mà Ly hát xuống được? Cái đích của nữ thì không có, cho nên Ly đành phải hát đích của nam thôi. Hơi cao thì mọi người nhớ nhớ ủng hộ Ly nha, cổ vũ Ly nha. YouTube không có, Ly tìm rồi mà không có, Ly tìm một lần ở ngoài rồi mà không có. Yeah.
Bài này cao lắm mà cũng hát được hết rồi. Cảm ơn mọi người cổ vũ. À, hồi nãy mọi người có yêu cầu bài gì nè? How did I fall in love with you không? Lê biết bài này nhưng mà bài này nó thấp lắm, không biết là bây giờ hát có hợp không. Bây giờ mọi người yêu cầu bài cao thôi, đừng yêu cầu bài thấp mà. Nhưng mà hát rồi mà lỡ mà fail á thì để bữa khác hát lại nha. How did I fall in love with you? Ba kể con nghe. Bài ba kể con nghe cũng ba kể con nghe. Nhìn các bạn bụi phấn vậy. Ôi chà, trời ơi chết rồi. Tìm ở ngoài đi. Nếu mà không tìm được á thì Ly hát hát chay nha, được không? Ly thích bài này. Giúp anh trả lời những câu hỏi, bài đó thấp lắm, Ly hát cũng hợp. How did I fall in love with you? Đây. Thử nha. What did I do? How did I fall?
Đừng có thấp mà cũng đừng có cao quá. Còn 30 phút nữa thôi, Lê sẽ tranh thủ hát những bài mà các bạn yêu cầu nha. Chào anh Hạt Dẻ. À thì ra là anh Hạt Dẻ có biết Ly từ trước cho nên gọi Ly là Vista nè. Ô, sau bài này là sẽ bài Just Give Me A Reason nha. Bây giờ là Yêu Mình Anh nè. Bài Anh Chiêu Diêu chị hát thấp lắm Tống Anh ơi. Vệt nắng dài đậm bờ vai huyền đi ngày anh đi lời hứa nào giờ nhạt phai riêng em ôm khử dại môi hôn xưa em trao tặng anh con tim đam mê vương sao đây. Ok, bây giờ là bài Just Give Me A Reason nha. Hay là mọi người thích nghe một bài tiếng Anh khác? Ok, Just Give Me A Reason tặng cho Nam Trần nha. Hình như là hôm nay Nam Trần thấy lạ lạ. Tiếng Việt hả? Ly vừa hát bài tiếng Việt rồi đó. À, anh Hạt Dẻ là ai vậy? Ly không có nhớ, Ly không có biết tên tại vì... Nếu mà nói tên Ly sẽ biết Phố Không Mùa. Ly cũng rất là nhớ Vista. À, mọi người nghe bài Just Give Me A Reason nha. Yeah.
from the start you were a thief, you stole my heart, and I owe you a victim. I let you see the parts of me that bloodied on that beauty with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you had enough. How about love? Just give me a reason, just a little bit of love, just a second, we not broken to spend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the skies, and our heart, we not broken. I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. You had it running right again. My dear, we still have everything, and it's only your mind. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you should lie so close to me. Oh, tự nhiên định hát bài Thu Minh nhưng mà nhớ lại bài Ba Kể Con Nghe cho nên hát. Nơi tình yêu bắt đầu. Hai cô tiên. Hai ai hờ ai hai. Mọi người nghe Ba Kể Con Nghe nha. Để Ly kể cho các bạn nghe nha. Bài này hình như là hơi thấp. Mà Ly hát thì không thấp. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao điều. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ bình
dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán, cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vang. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho khát khao của mẹ, theo ba chăm sóc con nhé. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng, đầm dưa quả trời nắng mây. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng, nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu con yêu như chưa bao giờ ba chán, cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vàng. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho khát khao của mẹ, thay ba chăm sóc con. Cảm ơn Lực đã chat rất nhiều. Cảm ơn anh Hạt Dẻ nha. Anh Hạt Dẻ biết Ly từ trước mà giờ Ly không biết anh. Sao Ly không biết hát bài đó rồi. Sau bài này Ly sẽ hát bài Radioactive nha. Bài này là Bèo Dạt Mây Trôi. Chim cá tan tính đêm cao.
Radioactive. Mọi người thích nghe bài Radioactive của bản gốc hay là bản cover? Con dấu lạ đi hát cũng được. Cover hả? Nghe cover nha. Mình Ly cũng chưa nghe thử như nào nữa. Bản gốc hả? Bản gốc hay bản cover? Bản gốc đi. Ừ, bản gốc nhạc hay hơn. Ừ, bản gốc nhạc này hay đúng không? Xin chào Hữu Phước. Bài này cũng bốc hơn nữa nè. Ủa sao bài này lại nhớ mẹ vậy? Waking up to ash and dust, I want my brow and my sweet mirror. I'm breathing in the cushion. I'm breaking in, I'm shaping up, I'm shaking out all the trees and birds. This is it, the pocket. Whoa, I'm breaking up. To the new age, to the new age. Whoa, oh, whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. I rise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We get it ready to be fighting. Whoa. Breaking in, I'm shaping up, I'm shaking out all the bees and birds. This is it, the pumpkin shop. Whoa, I'm waking up, I can eat in my bones enough to make my system go. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. Radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. Radioactive, radioactive. Được không? Cảm ơn Tony Cường đã khen những nút trầm nha. Thực sự là khi mà em hát nhiều rồi đó, những nút trầm rất là dở. Em chỉ hát những nút trầm khi mà giọng còn khỏe thôi. Nhìn bạn hơi già hả? Ừ. 10 năm nữa Ly sẽ già. Cảm ơn anh Hạt Dễ nha. Ly sinh năm 92. Đúng rồi, quá già luôn. Thấy bạn thấy, bạn thấy tên của Ly không? Ly già làng thấy không? Không biết có hát được bài này không nữa, nhưng mà nếu mà dở thì bỏ qua nha. Ok mọi người nhớ. Wow, cảm ơn Hư Su nữa. Yeah. Đây là con gió lạ nha.
Còn 10 phút nữa thôi, 10 phút nữa thì Lê sẽ hát bài gì đây nè. Cảm ơn Tài Nguyễn. Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Ngoài đời sương gió tôi về đi nhé.
6 thì có show. À không, mọi người ơi, ngày mai Ly đổi lịch với bạn là Bunny rồi. Thứ 6 Ly, ngày mai Ly sẽ không diễn. Thứ 6 Ly sẽ diễn với sẽ diễn vào lúc 19 giờ nha. Ly chưa có thông báo này, Ly định là chút nữa Ly về Ly sẽ thông báo là ngày mai Ly diễn. Ngày mai Ly không có diễn, ngày thứ 6 Ly sẽ diễn lúc 19 giờ tại Room 88 nha. Hôm mai đi học nữa chứ. Hồi nãy Ly có nghe yêu cầu bài gì nè. Chỉ còn lại 5 phút thôi, mình sẽ hát bài tiếng Anh nha. Mọi người thích nghe bài Ru hay là bài bài Ru ha. Bài Ru nó vui á. Tại Ly tìm cái lời. Saturday mornings on Saturday, put on my best suit, got in my car and raised like a jet on the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. Lần đầu tiên Ly hát bài này luôn.
thấy có cái beat này là mà lần đầu tiên không có thuộc, không có thuộc cái bố cục của beat á, cho nên hát tùm bậy tùm bạ. Bữa sau Linh sẽ tập lại nha. Nếu như mà các bạn muốn vô làng lá thì inbox cho Ly hoặc là inbox Facebook Hiệp Trần Lê của trưởng lão á, trưởng lão sẽ ép mọi người vào nha. Mà phải DM mới được, tại vì là nhóm bí mật cho nên là không có tìm ra được. Làng lá là phải núp trong rừng sâu. Yêu nè, cảm ơn mọi người nè, theo dõi Ly rất là nhiều. Từ 100 mấy mem bây giờ đã lên 241 mem rồi, 242 rồi. Cảm ơn nghe như Naruto hả? Mọi người nhớ theo dõi Facebook của Ly nha, inbox cho Ly để Ly add mọi người vào làng lá nha, trở thành một mem của làng lá thân yêu của Ly. Rồi bây giờ thì hết giờ rồi, Ly phải nhường lại room cho bạn khác thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào 19 giờ thứ sáu tại room 88. Cảm ơn Sushi, cảm ơn những bạn hôm nay đã tặng quà cho Ly nè. Thôi mà Sushi để Ly out, Sushi luyến tiếc Ly cho Ly tặng quà à. Bye bye mọi người nha. Sushi à, Ly không nỡ đi đâu mà. Sushi ơi. Sushi chào Ly đi để Ly biết Ly out nè. Tặng cho hết mọi người. Hết chưa? Khi nào hết thì nói nha. Ngồi đây đi chờ đến tối cũng được. Giỡn thôi, chứ bây giờ Ly phải out rồi, 4 giờ 1 phút rồi. Bye mọi người nha. Có nhiều bạn tên là Lip quá nè, mà các bạn đã vô làng lá chưa? Nếu chưa thì nhớ inbox cho Ly nha. Bye bye. Theo dõi nè, theo dõi xem, theo dõi nè.